chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất tại Vanuatu. Một ngôi mộ tập thể có khắc những cái tên Việt Nam. Không tuổi tác hay quê quán, không ảnh thờ. Những người nằm dưới đó là ai? Họ đã có số phận như thế nào? Đó liệu có phải là một phần ký ức mà những người phu đồn điền Việt Nam tại đây còn muốn nhắc tới? Vanuatu từng là điểm đến của hàng nghìn người Việt Nam trong những năm 1920 đến 1940 của thế kỷ trước. Do lũ lụt kéo dài ở miền Bắc Việt Nam gây ra nạn đói khổ triền miên, rất nhiều người đi tân đảo Vanuatu làm phu đồn điền trồng dừa và cà phê. Bài báo đăng trên tờ Người Tân Đảo ngày 28 tháng 7 năm 1931 đã mô tả một sự việc chưa từng xảy ra tại thành phố Port Vila. Trại lính bảo an của chính quyền địa phương nằm yên tĩnh trên một khu đồi cỏ xanh. Chung quanh là cảnh quan ngoạn mục của các villa thừa thớt, nhìn ra vịnh Port Vila tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Thường ngày, nơi đây chỉ thấy những con ngựa ô chậm rãi gặm nhấm làn cỏ xanh rờn dưới bóng dừa rậm mát. Dưới ánh dương ửng hồng của buổi bình minh ngày 28 tháng 7 năm 1931 hôm ấy, bỗng chốc thảm cỏ này đã biến thành một bãi huyết đẫm máu. Hồi tôi 9 tuổi thì ông cụ tôi đã kể chuyện lại là phía năm 31 là Pháp đã đưa máy chém về Phố Vila xử chém người phu mộ Việt Nam hồi xưa ở đây. Ông cụ tôi nói là ông cụ cũng được mời chứng kiến vụ hành hình ấy. Vì lý do gì mà những người Việt Nam, những người quanh năm chỉ biết chăm chỉ lao động, lại phải chịu án thảm khốc đến vậy? Tên của người chủ đồn điền ở đảo Malo là Savalier. Thời đó, cuộc sống trên những hòn đảo nhỏ rất biệt lập và buồn chán. Để giải khuây, các chủ đồn điền thường rượu chè suốt ngày. Chuyện đó thật tệ, vì say sưa xong, có những kẻ thường ngược đãi nhân công trong đồn điền. Không chỉ dùng đòn roi, tên chủ đồn điền còn nhốt những người phu mộ xuống hố sâu và đậy lên đó một tấm gỗ lớn. Đó chính là một kiểu nhà tù trong đồn điền. Không thể tiếp tục đứng nhìn những người đồng hương bị áp bức, bốn người phu đồn điền Việt Nam đã đứng lên để trừng trị tên chủ đồn điền của đảo Malo. Đêm 25 tháng 8 năm 1929, họ đã giải cứu cho một người đồng hương đang bị Chevalier phạt trói. Sau đó, một người đến báo với Chevalier về kẻ bỏ trốn để dụ hắn đến một khu lán trại trong đồn điền. Trong lúc Chevalier mải tìm kiếm, hắn đã bị những người khu đồn điền thẳng tay trừng trị. Ngày 28 tháng 7 năm 1931, chính quyền thuộc địa quyết định xử tử hình 4 người phu đồn điền tại đảo Malo cùng với 2 tử tù người Việt Nam khác. Mục đích là để uy hiếp tinh thần của những người Việt Nam. Sau cái vụ hành hình 6 người đấy, thì toàn bộ những công nhân ở các nơi, các đồn điền đấy, họ đình công, họ đeo khăn tang để tang những người đó. Vụ án Malo Pass chính là đỉnh điểm cho sự phẫn uất dẫn đến việc đứng dậy phản kháng đấu tranh của những người phu đồn điền Việt Nam tại Vanuatu.
Hiện nay, câu chuyện này vẫn luôn được nhớ đến với sự đau xót và niềm tự hào về những người Việt Nam quả cảm, dám hy sinh để đòi công lý cho đồng bào mình.